Xin chào các bạn, mình là Hợp và hôm nay mình có về được một chiếc Seiko khá là đặc biệt. Đây là một chiếc phiên bản Limited Edition và mình sẽ cùng lên tay để cho anh em xem. Chiếc này thì mình lấy về nhưng mà đã có ông anh chơi thân ông ấy lấy rồi, cho nên là mình quay lên để cho anh em tham khảo. Anh em vui lòng không không hỏi vì sản phẩm này đã bán rồi, cái số thứ tự này đã bán rồi nhé. Đây là một chiếc Seiko Diver và nó được xách từ Nhật về với còn đầy đủ sổ và thẻ mua ở bên Nhật. Chúng ta có ngày mua ở đây là 17 tháng 3 năm 2019 đó, và đây là cái shop ở bên Nhật, họ đóng một cái dấu khá là nhỏ vào đây và họ có ghi ngày 17 tháng 3 năm 2019. Sản phẩm này cũng mới được mua về và nó là một cái sản phẩm đặc biệt, chỉ có 1.000 chiếc trên thế giới. Chiếc Seiko hôm nay mình đưa lên cho anh em xem đó là một chiếc SBDC 059, và trước đây mình đã trên tay một vài màu của cái dòng Diver này rồi, bao gồm một phiên bản Paddy và một phiên bản thường. Thì hôm nay mình sẽ lên tay một phiên bản nữa, đó là phiên bản Limited Edition, và phiên bản này của chúng ta thì sẽ có mặt dial màu xanh lá. Chúng ta sẽ có ở đây đó là tag Prospect Diver Scuba 200m. Chúng ta có cái tag dial seal và chúng ta còn 4 mắt thừa. Chiếc này là một chiếc đã qua sử dụng. Nó còn rất đẹp, rất mới, thì nó mới mua tháng 3 năm 2019 thì thực sự là nó cũng còn rất là mới. Chiếc này của mình thì sẽ có được chủ đạo thành hai màu, với cái màu viền của chúng ta là màu đen, còn màu ở phía trong của chúng ta là màu xanh lá các bạn nhé. Góc này quay thì nó hơi bị biến màu một tí bởi vì cái ánh sáng của mình. Chiếc này có những cái đặc điểm khác biệt so với những cái dòng khác, đó là bộ kim của chúng ta thì ở cái viền nó được mạ vàng. Như các bạn thấy là cái kim dây của chúng ta cũng được mạ vàng cái phần đầu, và cái phần đầu của hai cái kim giờ và kim phút của chúng ta cũng được mạ vàng. Và chiếc này có size là 42mm, với cái phần lắc to lắc thì nó vào khoảng tầm 48mm, thì với chiếc này thì anh em tay khoảng 16cm là chúng ta đeo có vẻ là sẽ là ok đó. Hiện tại là đây là mẫu SBDC 059 ở trên tay mình, và như các bạn thấy là nó khá là vừa vặn đó. Nếu như mà anh em mặt tay khoảng 16-16,5 là chúng ta bắt đầu đeo chiếc này là ổn rồi đó. Ở phía ngoài của chúng ta thì sẽ có đó là cái niềng xoay tính giờ lặn, và niềng xoay này thì được làm không phải là bằng ceramic, tuy nhiên nó được làm một cái công nghệ riêng của Seiko. Chúng ta nhìn sẽ khá bóng bẩy và giống với ceramic, nên nếu mà xét về độ cứng thì nó sẽ không được bằng ceramic. Còn ở phía trong, kính của chúng ta là kính sapphire lồi và kính sapphire cong lồi, và ở phía trong của chúng ta sẽ là màu xanh lá cây. Ở ngoài các bạn nhìn màu xanh lá cây nó sẽ rõ ràng hơn, vì ở đây chúng ta nhìn là khá giống là màu xanh cổ vịt đó. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có cái núm chính của chúng ta, và chúng ta sẽ nhìn thấy là cái phần benzen tính giờ lặn của chúng ta thì nó sẽ được khía các cái xung quanh để chúng ta có ma sát khi chúng ta cầm vào. Ở mặt sau thì các bạn sẽ thấy ngay cái dòng chữ là Limited Edition, Seiko Limited Edition ở đây. Sản phẩm này được sản xuất tại Nhật Bản, Made in Japan, với số thứ tự của chiếc này là 0657/1000 đó. Và chiếc này thì có sử dụng kính sapphire cũng như toàn bộ thân thép không gỉ đó. Với chiếc này thì mình đã quay nhiều rồi cho nên là mình sẽ không nói nhiều với anh em. Nó sử dụng máy 6R15, và với máy 6R15 thì các bạn sẽ có một bộ máy khá là chính xác của Seiko, chạy chuẩn với 21.600 tần số động, 50 giờ tích cót, và chúng ta sẽ có ở đây là khoảng 21 chân kính. Thì với cái mẫu này của chúng ta thì chúng ta sẽ có một sợi dây thép đi kèm. Sợi dây thép này thì cũng đã khá quen thuộc khi mà mình giới thiệu các mẫu trước đây, và nó là sợi dây thép dành riêng cho cái dòng SBDC này đó. Và chúng ta sẽ có một cái khóa Diver nữa. Khóa này của chúng ta thì đều làm bằng thép đúc, cho nên là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về độ chắc chắn, cũng như là chúng ta sẽ có một cái phần extended bracelet ở đây đó. Các bạn sẽ mở ra như mình đã hướng dẫn rồi, thì chúng ta sẽ có cái extended bracelet ở đây. Các bạn mở ra như này để có thể sử dụng khi mà chúng ta mặc áo lặn đó. Và chúng ta khi chúng ta không sử dụng thì chúng ta sẽ đóng vào rồi. Chiếc này thì nó là phiên bản Limited Edition cho nên là nó sẽ bán đắt hơn so với phiên bản thường một chút,
Với phiên bản thường thì các bạn sẽ phải bỏ ra khoảng 22-23 triệu để các bạn có thể mua một chiếc ở Nhật. Còn với phiên bản limited này thì nó sẽ vào khoảng tầm 25-26 triệu gì đó. Có thể là hơn tùy từng thời điểm, bởi vì nó limited cho nên nó sẽ tùy từng thời điểm nó có giá, mức giá như nào. Còn với chiếc này thì mình lấy về Việt Nam thì mình bán chưa đến 20 triệu. Đây là một chiếc khá là mới, với cái date là tháng 3 năm 2019, tức là vừa mới được có mấy tháng thôi. Thì nếu như sau này mà có thêm thì mong anh em ủng hộ. Còn chiếc này hiện tại thì mình đã bán rồi. Có thể là sau này anh khách anh sẽ quay đầu, hoặc là mình sẽ kiếm được một chiếc khác nữa. Thì lúc đấy thì anh em vui lòng theo dõi Facebook của ICS để cập nhật thông tin. Cuối cùng thì mình đây là một chiếc diver, cho nên là mình sẽ test cho anh em cái lum của chiếc này, xem nó có khác biệt gì so với bản thường không. Trước mình có test trên bản Paddy, thì trên bản Paddy thì lum nó có hai màu, nó khác biệt so với bản thường của chúng ta là chỉ có một màu. Còn không biết là trên cái bản Limited Edition này của chúng ta thì chúng ta sẽ có lum mấy màu. Mình sẽ chiếu đèn UV qua để anh em có thể view. Đấy, màu xanh lá của nó hiện rõ nhất ở cái góc này các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy là màu xanh lá này, đúng màu ở ngoài này. Đó. Rồi, và mình sẽ che lại. Lum trên chiếc này nó tất cả nó đồng bộ là một màu các bạn nhé. Thì như vậy là chỉ có cái dòng Paddy là trên Seiko là chúng ta sẽ có hai màu lum, còn trên chiếc này thì chúng ta có hoàn toàn là một màu xanh lá. Đó, trên dòng Paddy của chúng ta sẽ có hai màu là xanh lá và xanh lam, tùy vào được cái điểm của chúng ta. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.